Nam mô A Di Đà Phật. Gửi lời bạch trên hòa thượng ứng sư đại đức chúng tăng hiền tiền và toàn thể quý Phật tử thân mến, sáng hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2022, con được sự chỉ dạy của đại chúng lên đây để chia sẻ Phật thoại. Trước hết con thành tâm nguyện lên hồng ân tam bảo gia hộ trên toàn thể đại chúng có một ngày thật hạnh phúc, thật bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay con cảm thấy bản thân con rất là hạnh phúc, rất là diệu phúc. Mỗi sáng được tiếp được cái nguồn năng lượng thương yêu của đại chúng, cùng nhau ngồi lại dùng những bữa cơm thật thân mật, thật thấm tình đạo vị. Sự yêu thương của đại chúng đến với chúng con là tình thương vô bờ biển, và chúng con đã cảm nhận được cái sự hạnh phúc đó. Trong cái bài hát Lễ Hạnh Phúc ấy, có một cái đoạn là như vậy: mỗi khi nhìn lại thấy mình thật may mắn thay, được sinh làm người, sống nơi an lành và luôn nâng đỡ bởi ân nhân. Nếu không có thầy, có bạn, làm sao con có hôm nay? Công ơn sâu dày, con quyết một lòng, ngày đêm thốc liễu thân tâm, nuôi thân tuệ mạng cho đời bình an trong mỗi phút giây. Cái năng lượng yêu thương của đại chúng giúp cho con chuyển hóa những nguồn phiền, những đau khổ, những gì còn khiếm khuyết, giúp cho con vững chãi hơn trên con đường đạo, vững chãi hơn trên con đường phụng sự. Đây là một niềm rất hạnh phúc, và nhân đây con thành tâm tri ân trên hòa thượng ân sư, quý thầy và toàn thể Phật tử. Mà sáng hôm nay con xin chia sẻ đến đại chúng với tựa đề là thấu rõ nguồn tâm. Nói về tâm, cái nguồn tâm, thì nhân đây con nghĩ rằng là đại chúng ai cũng biết rồi, bởi vì con nghĩ rằng là quý thầy và đại chúng ở đây giỏi hơn con rất nhiều. Có chị được sự chỉ dạy, chị lên nói lại mà thôi. Nói về nguồn tâm thì con chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần hiện tượng của tâm. Hiện tượng của tâm, bản chất của tâm là vọng động, là vô minh, là phiền não, là si mê. Đó là cái hiện tượng của tâm. Nhưng điều thứ hai là bản thể của tâm. Vốn tâm là thanh tịnh, bản thể của tâm là thanh tịnh, là vắng lặng, là tịnh tình,
là vặn bạc. Nhưng bởi vì chúng ta không nhận diện, chúng ta không đủ khả năng quán chiếu, thì tự nhiên mình sẽ đánh mất đi cái bản tâm thanh tịnh. Từ nơi cái nguồn tâm, khi chúng ta nhận diện được nguồn tâm thì chúng ta mới có thể chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thật ra mọi cái cảm xúc thường ngày của mình đều dựa từ tâm mà ra, cho nên hay là nói nhất thiết duy tâm tạng, tâm mọi thứ, mọi sự vạn vật đều do cái nguồn tâm mà ra. Thiện cũng do tâm, ác cũng do tâm, xấu đẹp cũng do tâm, gánh ghét hơn thua, giận hờn buồn phiền lo lắng, tất cả đều là do tâm. Nhưng chúng ta hiểu rõ về tâm nó khởi như thế nào, nó biến hiện như thế nào, mà chúng ta biết quán chiếu, thì tự nhiên cái đời sống của chúng ta sẽ được chuyển hóa. Nhưng mà nếu chúng ta không có trí tuệ, không có đủ khả năng quán chiếu, thì chúng ta để cho cái tâm mình nó hướng ra bên ngoài, nó phóng túng, nó phóng dật, nó buông lung. Cho đến khi mà gặp những cái điều bất như ý, trái nghịch lòng, thì tự nhiên mình sẽ hao cái năng lượng rất là nhiều. Nhưng chỉ cần chúng ta mỗi ngày để dành ra 15 phút, 20 phút quay về nội tâm của mình, nuôi dưỡng cái năng lượng đó mỗi ngày như vậy, thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái nguồn năng lượng rất là lợi ích, rất là bổ ích cho cái đời sống của chúng ta. Thường ngày thì con còn vui tính, cái tính của con là vậy đó. Đến lúc cái tâm con rất là thuần, không thể mà như thế đó, như thế nào đó. Thật ra là đối với cái duyên ở trần, duyên trần ở bên ngoài á, con cũng bị chi phối nhiều. Nhưng mà đối với cái tâm con thì đốt vui thì con nói thì nói về thôi, nói chuyện này chuyện kia chứ vui về. Nhưng mà mỗi lần mà chơi ra chơi, tu ra tu, học ra học, lúc nào mình biết đi ra bên ngoài, lúc nào mình hướng bên trong, là mình phải tự biết, tự làm chủ cuộc đời của mình, tự làm nuôi lớn cái nội tâm của mình. Không phải lúc nào mình thấy người ta đi ra bên ngoài mình cũng ra bên ngoài, người ta chơi mình chơi, mình phải biết từ mình nhận diện vấn đề đó. Và tiếp theo thì con còn xin chia sẻ một ít. Cách đây được 2 hôm, con có duyên được ra quê. Cái mục đích ra quê thì đôi lúc con cũng muốn nói đến, nhưng mà khi đi ra quê thì con đi trên một cái chuyến bay. Con đi máy bay rất là nhiều, đi ra đi vô Huế, Sài Gòn, Sài Gòn ra Hà Nội, cũng có đi chỗ này chỗ kia rất là nhiều. Nhưng lần này con đi máy bay, con mới phát hiện ra một điều là khi mà đi bay lên cao, con nhìn xuống, con thấy những căn nhà của con người chúng ta đang ở là li ti vậy. Nhà mà li ti như vậy, hủ chim mà con người. Và con thấy con người sao mà nó nhỏ bé quá, nhà nó nhỏ quá. Nhưng mà
cái tấm kiêu ngạo, cái tôi, cái bản ngã của mình sao nó lớn. Có người thì nhỏ bé, nó rất là mong manh, mà sao là cái mình quản trị, mình nhìn nhận lại sao mà nhỏ bé vậy mà không biết yêu thương nhau, không biết bảo ban nhau, không biết dung thông cho nhau, mà mãi gây từ mình gây khổ đau cho mình. Trong cái đó có người nhỏ bé mà cái bản ngã, cái tối, cái kiêu ngạo nó sao nó quá lớn đi. Con nghĩ như vậy cho nên con cũng thương, thương cho đồng loại của mình, thương cho tất cả những ai mà họ chưa được chuyển hóa. Đó là một cái niềm mà ở trong thâm tâm của con. Và tiếp theo thì con cũng xin chia sẻ thêm là trong tất cả các ân thì có ân Tam Bảo, có ân thầy tổ sư trưởng, thì chắc chắn rồi, ân đó thì không thể nào mà đo lường được. Ân cha mẹ, ân tình hay là ân tri âm chẳng hạn. Vừa rồi con có làm bài thơ nhưng mà có làm ngán cha mẹ với ân tình với tri âm thôi. Còn ân Tam Bảo với ân sư trưởng, trưởng bội thì không thể đo lường được. Nhưng mà ngày là con làm bài thơ như vậy: ta kính cha, không chỉ cha là đấng sinh thành, mà vì cha cao tựa hơn bầu trời xanh thẳm. Ta kính mẹ, không chỉ mẹ là đấng dưỡng dục, mà vì mẹ sâu rộng hơn biển cả bao la. Ta trọng ân tình, không chỉ muôn kiếp gặp gỡ, mà vì nguyện kết hữu vượt thẳng sông mê. Ta trọng tri âm, không chỉ muôn người có được, mà vì trời đất nuôi cả đoàn trường tâm gian. Sau cái lần con đi ra Huế thăm cái người thân thì con mà thấy những cái người xung quanh bên mình rất là quý, không giảm nội sân, cũng giảm nội si, không giảm khởi một cái tâm ghét bỏ một ai, bất cứ một ai, dù người bên cạnh hay người ở xa, tất cả những cái chủng hữu tình không giảm khởi lòng mà ghét bỏ một ai cả. Sống bởi vì có nghĩ cuộc đời của người ấy sống được 70 năm đâu, mà cứ mãi là hơn thua, bon chen gắn ghét, rồi dần hờn vú vớ, còn cái đó là rất là nhỏ nhoi. Cho nên mình cần được chuyển hóa. Lại nữa con xin chia sẻ thêm cái vấn đề tham sân si. Và vấn đề này dường như là ai cũng nhắc, ai cũng cũng biết tới cái từ tham sân si. Tham sân si thường gọi trong cái Phật sổ thì gọi là tam độc. Tam độc có thể rắn độc, thuốc độc chưa đáng sợ, nhưng mà tam độc mà đáng sợ là vì sao? Là đôi lúc đó, rắn độc, thuốc độc chỉ có diệt chết chúng ta trong một kiếp này thôi, trong một đời này thôi. Nhưng mà tham sân si á, nó đưa chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác, trôi lăn trong sanh tử, đi mãi trong con đường vô minh. Và nếu như tham sân si tam độc này mà không được chuyển hóa, không được thay đổi, thì làm người kiếp sau mà tu
làm người lại cũng khó. Nếu mà sống cả đời tham sân si thì không có cơ hội nào mà lên thiên đàng đâu. Toàn là cảnh giới không à. Atula, cảnh giới của Atula, cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên chúng ta phải cần nhận diện và quan chiếu vấn đề này nhiều hơn một chút. Đôi lúc bản thân con á, nghĩ rằng là mà bản thân con còn biết là bản thân mình nó không hay, nói không có vắng từ nhiều, nghĩ sao thì mình chia sẻ và mình nói như vậy thôi. Hy vọng qua cái lần chia sẻ này thì mong rằng đại chúng sẽ nhận được những cái gì đó hay thì giữ lại để mình thay đổi trong đời sống của mình. Còn cái nào không hay thì quý vị xin hoan hỷ bỏ qua. Và hồi nãy con cũng có nói rồi, tất cả đại chúng ở đây, quý thầy ở đây nói rất là hay, nói rất là mạch lạc. Đôi lúc con nói không có hay như đại chúng được, con cũng vừa trên đại chúng hoan hỷ. Và cùng đến giờ để kết thúc buổi chia sẻ Phật thoại rồi thì con kính chúc đến Hòa Thượng Sư chúng ta hiện tiền và đã toàn thể đại chúng luôn luôn giữ được thâm tâm của mình thanh tịnh và sống mà sống với nhau trong sự hòa hợp tương thân tương kính. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.